Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Tử vi về nhân tướng học xem nốt ruồi, về những nốt ruồi vượng vận quý nhân giàu sang vượt bậc. Và để muốn biết được trên khuôn mặt chúng ta có những vị trí nào có những nốt ruồi mà mang tính chất vượng vận quý nhân, hậu vận giàu sang vượt bậc, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về bốn nốt ruồi vượng vận quý nhân, về hậu vận giàu sang vượt bậc. Về trong nhân tướng học thì phúc khí và tài lộc của một người nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trên khuôn mặt và cơ thể của chúng ta. Trong đó thì nốt ruồi chính là một trong những dấu hiệu đặc biệt có thể dự báo được vận mệnh của cả đời. Rất có nhiều người là tướng nốt ruồi nó xuất hiện trên cơ thể khi mà chúng ta đã được sinh ra. Với những nốt ruồi này, nó sẽ đại diện cho một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu như trên khuôn mặt của một người có những nốt ruồi ở vị trí tài lộc, dự báo người này sẽ có một hậu vận an nhàn sung sướng, càng sống thọ càng được nhiều phúc lộc từ con cháu và gia đình rất hòa thuận và êm ấm. Và các bạn thân mến, nốt ruồi thứ nhất là với những ai mà có nốt ruồi ở đường chân tóc. Về trong nhân tướng học có nói, với nốt ruồi nó nằm lẩn khuất ở đường chân tóc, nếu càng sâu thì càng khó nhìn thấy thì cực kỳ tốt. Đây là một trong những vị trí nốt ruồi mang mệnh may mắn, khiến cho nhiều người phải ao ước. Ngay từ khi sinh ra họ đã có cuộc sống giàu sang và vương giả. Với cuộc sống của những người này thì không bao giờ cần phải lo thiếu ăn thiếu mặc, trong khi người ta phải phấn đấu nhiều năm, còn họ ngay từ khi sinh ra đã có cuộc sống tốt hơn những người khác. Và trong trường hợp gặp khó khăn thì họ sẽ có quý nhân phù trợ. Và đặc biệt là khi xem tướng nốt ruồi thì nếu mà nốt ruồi có màu đen đậm và bóng thì người này đi đến đâu cũng gặp quý nhân phù trợ, và việc giữ thì sẽ hóa thành lành, việc lớn sẽ hóa thành việc nhỏ, làm bất cứ công việc nào cũng dễ dàng thành công và thuận buồm xuôi gió. Với phụ nữ mà có nốt ruồi ở vị trí này thì là một trong những người thông minh, kỹ tính và luôn có tấm lòng bao dung và được rất nhiều người yêu quý. Cũng chính vì vậy, vì tâm tính tốt, thích làm việc thiện thì người này sẽ đem phúc khí lớn đến cho chồng là bảo vật giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Về thứ hai là người có nốt ruồi mà ẩn trong lông mày. Về trong nhân tướng học có nói, chủ nhân mà sở hữu nốt ruồi ẩn trong lông mày là người thông minh, nhạy bén, sáng tạo, với một chút tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Với sự kết hợp tinh tế này đã giúp cho họ có khả năng ứng biến trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Đây là một người khá khôn khéo, nhờ đó mà thành công luôn đồng hành với họ. Với phụ nữ có nốt ruồi trong lông mày là người gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý và cũng là một trong những người vượng phu ích tử. Còn đối với nam giới mà có nốt ruồi trong lông mày, nó thể hiện bạn là người có tiềm năng, có tố chất lãnh đạo và là người nắm quyền hành và cuộc sống cũng có nhiều thuận lợi, giàu sang và vinh hoa. Nếu như đàn ông mà lấy được vợ có nốt ruồi ẩn trong lông mày thì cũng rất tốt, là người vượng phu ích tử, sự nghiệp thăng tiến tốt đẹp. Người có nốt ruồi trong lông mày còn cho thấy họ có thể sẽ là quý nhân phù trợ của người khác để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Về thứ ba là người nào có nốt ruồi ở dái tai. Về trong xem bói nốt ruồi thì người mà có dái tai càng dày
Càng to thì nó tượng trưng cho một sức khỏe tốt, một cuộc sống trường thọ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu như có thêm nốt ruồi ở vị trí này thì phúc đức tài lộc của họ càng tăng thêm gấp bội. Về trong nhân tướng học có nói, với những người có nốt ruồi ở dái tai sẽ có tuổi thọ rất cao, càng sống lâu càng hưởng được nhiều phúc lộc từ con cháu. Không chỉ vậy, họ còn được quý nhân phù trợ để công việc, tình yêu luôn thuận buồm xuôi gió. Về đa phần mà những phụ nữ có nốt ruồi ở dái tai thì tài vận hưng vượng, số mệnh đại phúc đại quý, làm việc gì cũng dễ gặp quý nhân phù trợ. Với người này thì tính tình cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ và chu đáo, có đầu có cuối và theo kế hoạch nhất định của chính mình. Ngoài ra thì những người này có đường nhân duyên rất tốt và có nhiều người yêu thương và luôn giúp đỡ, hưởng một cuộc sống an nhàn khi về già. Còn với chủ nhân mà sở hữu nốt ruồi ở dái tai thì từ lúc sinh ra đã không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, và cho đến khi về già cũng cứ như vậy mà an nhàn, sung sướng. Phụ nữ có nốt ruồi ở dái tai là người rất giỏi quán xuyến việc nhà, nhanh nhẹn trong kinh doanh. Đó là tướng vượng phu ích tử mà đàn ông nào nhìn vào cũng mê. Về thứ tư là người có nốt ruồi ở thái dương. Về xem bói nốt ruồi thì nếu ai có nốt ruồi ở trên thái dương thì điều đó nó mang một ý nghĩa về đường công danh sự nghiệp của người sở hữu nó. Sự nghiệp của họ sẽ thành công hơn nếu như người này đi làm xa. Và hơn thế nữa, đây là một trong những tướng nốt ruồi phát tài phát lộc, giúp cho bạn trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Họ thuộc một trong những típ người có cuộc sống, có ý chí và có quyết tâm cao, biết phấn đấu và mục tiêu đặt ra. Chủ nhân sở hữu nốt ruồi này là người có số xuất ngoại. Vì di chuyển thường xuyên nên người này luôn có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người và gặp gỡ được nhiều quý nhân trong cuộc sống, cũng được giúp đỡ và được nhận vô số những cơ hội thăng tiến và phát triển trên con đường sự nghiệp. Nếu phụ nữ nào có nốt ruồi ở thái dương là những người thông minh, cẩn thận và biết quan tâm đến người khác, và có cuộc sống hôn nhân thì cũng vô cùng viên mãn với người đàn ông mà người này đã chọn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về những đàn ông nào mà có những nốt ruồi này, tất là người đại phú và đại quý. Với những người đàn ông vừa giỏi vừa tài, vừa thông minh vừa giàu có, ai không muốn, chỉ nhìn vào mà xem nốt ruồi trên mặt thôi là có thể đoán định được người đàn ông lý tưởng hay không. Như vậy, bạn cần phải biết. Có người nói nốt ruồi thì tựa như một vết mực in ở trên trang giấy trắng, nó cực kỳ bắt mắt, nhưng lại có người thấy nốt ruồi là vết đen xấu xí, thừa thãi, chẳng nên xuất hiện làm chi. Nhưng kỳ thực, mỗi một nốt ruồi nó xuất hiện trên cơ thể của con người, nó đều là có một lý do của nó. Bạn có biết nếu đàn ông mà sở hữu những nốt ruồi sau đây thì vận mệnh không phú tất quý? Về thứ nhất là với những người đàn ông nào mà có nốt ruồi ở đầu mũi, đây là tài lộc rất hanh thông và là người có số vinh hoa và phú quý. Có lẽ những ai mà có đôi chút ham mê về nhân tướng học thì đều biết rằng mũi nó là một vị trí đại diện cho tài khí ở trên khuôn mặt, hay còn được gọi cái tên là cung tài bạch. Nó tương truyền rằng đầu mũi ai mà càng đầy đặn tròn trịa thì tiền tiêu như nước, sống mũi cao rõ ràng to dày thì tiền bạc tích lũy và tích trữ được càng nhiều. Nhưng nếu trên đầu mũi có một người đàn ông mà xuất hiện nốt ruồi vừa đen vừa sáng vừa đẹp thì đó chính là nốt ruồi đại phú và đại quý. Về xem nốt ruồi trên khuôn mặt, đây là tướng người có đường tài lộc tốt, tài khí đủ đầy, thu nhập lúc nào cũng cao hơn người khác. Nốt ruồi này nó xuất hiện càng sớm thì báo hiệu tương lai càng nhiều vinh hoa phú quý và phúc khí tràn ngập. Về thứ hai
là người có nốt ruồi ở trên gò má, đó là sự nghiệp của người lừng lẫy, quyền cao chức trọng. Về trong nhân tướng học, có nói là xem tướng đàn ông thì gò má càng tròn đầy và nhô cao thì sự nghiệp càng thành công. Còn nếu người đàn ông có nốt ruồi trên gò má thì đó là một trong những dấu hiệu của sự may mắn phủ đầy trên con đường sự nghiệp của người đó. Nếu đạt được những bước thăng tiến nhanh đến một cách bất ngờ, và khi xem tướng nốt ruồi mọc trên gò má thì đây là tướng người có tư chất thông minh, đĩnh ngộ. Điều này nó thể hiện rất rõ khi mà họ còn nhỏ tuổi. Dù tuổi nhỏ nhưng ý chí không nhỏ, tham vọng lại lớn, ước mộng cao xa, đồng thời là người có tinh thần cầu tiến vô cùng tốt, được mọi người yêu mến và đánh giá rất cao. Về khí chất của người này là hơn người, lại thêm tài năng thiên phú. Còn nếu đàn ông có nốt ruồi trên gò má là người có nhiều cơ hội giành được những địa vị rất cao trong xã hội, không phải là sếp tổng công ty hoặc tập đoàn thì cũng là một lãnh đạo cho cơ quan nhà nước. Vận mệnh định trước người này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường sự nghiệp và xứng danh nhân trung long phượng. Về thứ ba là người có nốt ruồi ở đuôi mắt. Đây là dấu hiệu công thành danh toại và đức cao trọng vọng. Về trong nhân tướng học có nói, người có nốt ruồi mà nằm ở đuôi mắt còn được gọi là nốt ruồi vận cung. Chính xác mà nói thì đây, nốt ruồi này nó nằm ở đường vân song song với đuôi mắt ở bên phải. Nếu đàn ông mà có được nốt ruồi này thì sẽ tất tinh anh, tài giỏi, có chí kiên cường, có thể chịu đựng chịu khổ để đạt được mục đích. Họ chẳng những thông minh mà còn có tài ngoại giao và rất tinh tế, luôn biết cách làm người, cũng biết cách thuyết phục người khác, biết cách để cuộc trò chuyện tự nhiên tràn ngập một tiếng cười. Điều mà đàn ông có nốt ruồi ở đuôi mắt giỏi nhất có lẽ chính là nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, đồng thời cũng biết hoạch định cho cuộc đời của mình với những ước mơ hoài bão lớn. Nhờ có mạng lưới quan hệ vô cùng lớn, họ càng làm càng thành công, giành được những bước tiến cao bao người phải ao ước. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.